Hello everyone, welcome to my online class. Before we continue the lesson today, we will listen and sing a song to review the older lesson. Now, let's sing a song. Are you ready? Okay, we start. How often do you brush your teeth? How often do you? Always, I always brush my teeth. How often do you use chopsticks? How often do you? Usually, I use chopsticks. How often do you take out the trash? How often do you? Often, I take out the trash. How often do you do the laundry? How often do you? Sometimes do the laundry. How often do you bake cookies? How often do you? Rarely, I make cookies. How often do you drive a car? How often do you? Never, I drive a car. Okay. Now, you remember always 100%, usually 90%, often 70%, sometimes 50%, rarely about 10%, and never 0%. Okay, today we continue Unit 4, Festival and Free Time, Lesson 1.3. There are two parts, pronunciation and speaking. Now, you open your book, page 32, please. Now, we move to pronunciation. Pronunciation. Sentence straight. Chắc này, straight the adverb for emphasis. Chúng ta sẽ nhấn kẹn từ trong câu. For example, I sometimes play badminton on the weekends. I sometimes play badminton on the weekend. Now, task B. Listen to the sentences and focus on the underlined words. Now, listen. Unit 4. Festivals and Free Time. Lesson 1. Track 44. Pronunciation. Listen to the sentence and focus on the underlined words. I sometimes play badminton on the weekends. I always go swimming after school. Now, again, I sometimes play badminton on the weekends. I always go swimming after school. Now, Cassie, listen and draw out the one with the brown sentence stressed. Mẹ sẽ nghe và tìm ra cái câu có cái cách nhấn âm sai. Now, listen.
Unit 4. Festivals and Free Time. Lesson 1. Track 45. Pronunciation. Listen and cross out the one with the wrong sentence stress. I often watch movies on weekends. I usually play soccer on Sundays. Mm-hmm. Your answer? Yeah. Khi các bạn đọc một câu mà có những cái adverb of frequency, có nghĩa là trạng từ, thì chúng ta sẽ phải nhấn mạnh cái phần trạng từ. Như cái cách đọc ở câu thứ hai đó là I usually play soccer on Sundays. Now, you read the sentences with the correct sentence stress to a partner. Now, listen and practice the sentences. First, you listen. It's a frequency in a sentence. It is almost always cold in this room. He is often sick. My friends usually laugh a lot. It rarely rains in summer in my hometown. I can sometimes hear birds in my backyard. My mother is always telling me what to do. Look at the picture and unscramble the words to make a sentence. Say or write the sentence. For example, he rarely goes to the gym. Now you try. I can never remember her name. I can never remember her name. I almost always sing in the shower. I almost always sing in the shower. They are always laughing. They are always laughing. She is almost never early. She is almost never early. He rarely snores. He rarely snores. Thanks for watching. It's a frequent. Now, to the number and see what activity are. One. Go running. Yeah. Go running. Go running. Two. Go swimming. Yeah. Go swimming. Go swimming. Three. Play computer games. Play computer games. Yeah, play computer game or play video games. Play badminton. Play badminton. Yeah, play badminton. Do yoga. Do yoga. Yeah, do yoga. Now, again, go running. Go swimming. Play computer games. Play badminton. Do yoga. Now, practice up an answer. Will you, how often do you blah blah blah? And will you as well a frequency and a time frame for answers? Chúng ta sẽ luyện tập cái cấu trúc hỏi và trả lời bằng cách sử dụng mẫu câu là how often do you và sử dụng những cái trạng từ và cụm từ chỉ về thời gian để trả lời liên quan đến những cái bức tranh ở bên đây. Now, I will ask and you will answer. Okay. How often do you do yoga?
Mm-hmm. How often do you play computer game? Good. How often do you play badminton? Excellent. How often do you go running? Good. How often do you go swimming? Okay, now we'll change. You will ask and I will answer. Yes. I rarely do yoga. I often play computers after school. I sometimes play badminton in the afternoons. I usually go running in the mornings. I never go swimming. Yes. Now, we practice saying the sentences with the pronunciation tips. Chúng ta cùng luyện tập lại những câu hỏi và câu trả lời bằng cách là nhấn cái phần trạng từ. 1. How often do you go swimming? I often go swimming on the weekend. How often do you play video games? I sometimes play video games after school. How often do you do yoga? I usually do yoga in the afternoons. How often do you play tennis? I always play tennis on Saturdays. Now, you prepare your pen and paper. Các bạn chuẩn bị cho cô một tờ giấy, một cây viết. Answer the questions using the adverb of frequency. Always, usually, often, sometimes, rarely, and never. Các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi và sử dụng những cái trạng từ như là always, usually, often, sometimes, rarely, và never để trả lời cho những câu hỏi ở bên dưới. For example, how often do you read a book? Các bạn sẽ trả lời câu hỏi là how often do you read a book? Và các bạn sẽ đếm nhé. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có tổng cộng là 8 ô. Nhưng mà ở đây người ta chỉ tô màu có 7 ô. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là I usually read a book. Understand? Okay, you will have 3 minutes to do exercise. Start.
Okay, time's up. Now, lectures. How often do Helen go to the cinema? Ở đây chúng ta có 8 ô, nhưng người ta chỉ tô cho mình 4 ô. Tức là khoảng 50%, khoảng 50%. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là sometimes. She sometimes go to the cinema. Number 3. How often does Charles go to bed late? Ở đây có 8 ô, người ta không tô nào hết. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là he never go to bed late. Number 4. How often do you do your homework? Ở đây có 8 ô, người ta tô tất cả 8 ô là khoảng 100% và khoảng 100%. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là I always do my homework. Number 5. How often do your parents go on holidays? Ở đây có 8 ô, người ta chỉ tô 1 ô thì nó khoảng là 10% và khoảng 10%. Chúng ta sẽ sử dụng là they rarely go on holidays. Number 6. How often do Annie and Fanny meet after school? Ở đây có 8 ô, người ta tô khoảng 6 ô thì nó khoảng là 70%. Thì chúng ta sẽ sử dụng là they often meet after school. Number 7. How often do your father wash the car? 8 ô, người ta chỉ ô tô cho mình 4 ô, vậy nó khoảng 50% là khoảng 50%. Thì chúng ta sẽ sử dụng là he sometimes washes the car. Number 8. How often do your mother go shopping? It's about 90%, nó khoảng 90%. Chúng ta sẽ sử dụng là she usually goes shopping. Nice. How often do you play computer games? It's about 10%, nó khoảng 10% hả mày. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là I rarely play computer games. The last one. How often does Mr. Pronouns take the bird? Đây là 100%, là 100% luôn. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là he always takes the bird. Is it difficult? Do you understand? Okay. Now, we move to speaking. Speaking, what's your spirit animals? Task A. You're doing a quiz about your pre-time activity to find out your spirit animals working pair. Ask three more activities and then ask your brain to complete the quiz. Các bạn sẽ làm một cái bài trắc nghiệm nhanh về cái khoảng thời những cái hoạt động trong cái thời gian rảnh để tìm ra cái linh thú cho bản thân mình. Và ở đây người ta gợi ý cho các bạn ba cái hoạt động, đó là do yoga, play badminton and go swimming. Thì các bạn phải tìm thêm ba cái hoạt động. For example, do the dishes, do the laundry, okay? Play computer games, play soccer, play tennis, go swimming, go running, go shopping, okay? Và các bạn tương ứng sử dụng câu hỏi how often do you do yoga. For example, nếu các bạn trả lời là I really do yoga thì tương ứng các bạn nhận được 1 điểm. Và nếu như các bạn dùng never là các bạn không có điểm nào cả. Nếu các bạn dùng từ sometime thì các bạn sẽ nhận được 2 điểm. Nếu các bạn dùng từ often để trả lời thì các bạn sẽ có 3 điểm. Dùng từ usually thì các bạn được 4 điểm. Và dùng always thì các bạn sẽ được 5 điểm. Và sau khi trả lời hết 6 câu hỏi này thì các bạn sẽ cộng cái điểm cuối cùng của mình và tìm ra cái linh thú cho bản thân mình. Now, practice. I will ask and you answer. Okay. How often do you do yoga?
How often do you play badminton? Yeah. How often do you go swimming? How often do you do dishes? How often do you play computer games? How often do you go shopping? Ok, total, bây giờ các bạn sẽ cộng điểm của mình lại. Cô cho các bạn 1 phút để cộng điểm nhé. Finish. Yeah, now, to find out what your partner's penis and share with the large. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cái linh thú cho bản thân chúng ta nhé. Yeah, let's check. What's your spirit animals? Các bạn từ 0 đến 7 điểm thì linh thú của chúng ta là gì nè? Your spirit is a panda. Linh thú của chúng ta là gấu trúc. You relax and you like spending time at home. Bạn là một người rất là thân thiện và bạn thích dành thời gian ở nhà hơn. Nếu các bạn nhận được 8 đến 15 điểm thì your spirit animal is a cat. Và linh thú của các bạn là một con mèo. You do some activity but sometimes you're lazy. Bạn tham gia nhiều hoạt động nhưng mà thỉnh thoảng thì bạn cũng hơi lười. Nếu các bạn đạt từ 16 đến 22 điểm, your spirit animal is a monkey. Linh thú của bạn là một con khỉ. You're funny and like to do lots of activity. Bạn rất là vui tính và thích tham gia nhiều các hoạt động. Và cuối cùng, nếu bạn đạt từ 23 đến 30 điểm, your spirit animal is a wolf. You're confident and strong. You're always busy. Linh thú của bạn sẽ là một con sói. Bạn rất là tự tin và mạnh mẽ. Bạn luôn luôn bận rộn. Now, what's your spirit animal? Can you tell me? Yes. My spirit animal is a cat. Tôi, linh thú của cô là một con mèo. Thỉnh thoảng thì cô rất là thích tham gia những cái hoạt động, nhưng mà thỉnh thoảng thì cô cũng rất là lười, cô không muốn làm gì cả. Now, do you agree with your result? Try another friend's quiz. Thử chơi với những người bạn của mình nha. Bạn có thấy là cái kết quả này đúng với bản thân mình hay không? Thử với chơi với bạn bè mình nha. Ok. Now, homework. Repair unit 4, lesson 2.1, page 33. Do exercises in your workbook, page 21. Do a quick exercise after the video. Bài tập về nhà của chúng ta hôm nay là chuẩn bị cho cô bài số 4, bài 2.1, trang số 33. Làm những cái bài tập trong sách workbook, trang số 21. Và nhớ là làm một cái bài tập nhanh sau khi chúng ta học cái video này. Okay. Thank you and goodbye. See you later.